Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục VGC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đấy trong đấu trường để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra các phong cách chiến đấu cho Pokemon mà các cậu yêu thích. Vậy hãy cùng đồng hành với mình để khám phá về Pokemon được nhắc đến trong tiêu điểm VGC tuần này. Từ lâu thì cơn thịnh nộ đã là một loại cảm xúc nguyên thủy. Khi cơn thịnh nộ được giải phóng thì đó là một loại sức mạnh không thể kiềm chế. Và trong thế giới bảo bối thần kỳ thì không ai có thể thể hiện sức mạnh của cơn thịnh nộ tốt hơn Annihilate. Là dạng tiến hóa của Primer, Annihilate đã chạm đến trạng thái mới của sự giận dữ và cảm xúc mãnh liệt, biến nó trở thành một chiến binh mạnh mẽ và không thể cản phá. Với mỗi cơn giận dữ dội, Pokemon này không chỉ là bùng nổ sức mạnh mà còn khắc sâu thêm quyết tâm chiến thắng và mỗi cú đấm của bản thân. Và để hiểu rõ hơn về sức mạnh của sự phẫn nộ đến từ Annihilate, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh là một Pokemon có một hình ấn tượng bởi sự hung dữ và đầy uy lực từ cơ bắp. Ánh mắt của Annihilate còn đó là sự sắc bén và tàn độc của một Pokemon chứa đầy sức mạnh của nỗi căm phẫn. Và đối với sức mạnh thì có thể nhìn thấy rõ qua sự phân bố chỉ số của Pokemon này. Với tổng chỉ số cơ bản khá cao là 535, được phân bố rất tốt cho vai trò của một Pokemon chịu đòn và tấn công. Chỉ số tấn công vật lý lên đến 115 và khả năng phòng thủ rất tốt nhờ vào HP là 110. Hai chỉ số phòng thủ vật lý và thủ đặc biệt lại đều từ 80 trở lên, cho phép Annihilate vừa gây ra sát thương mạnh mẽ và vừa chịu đựng được những đòn tấn công từ đối thủ. Với khả năng chống chịu lẫn tấn công tốt thì đây còn là một điều kiện hoàn hảo để giúp cho Annihilate tích lũy nội tại của chiêu thức Rapid, khiến cho đòn tấn công này sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ 90 cũng là một tốc độ rất ổn để giữ cho Annihilate ra đòn trước mà không phải chịu quá nhiều sát thương từ phía kẻ địch. Đến với Ability thì Annihilate lại sở hữu cho bản thân 3 đặc tính cực kỳ mạnh mẽ và mỗi đặc tính lại có thể mang lại một lợi thế độc đáo riêng biệt trong các trận chiến. Ở đặc tính đầu tiên đó là Vital Spirit, Pokemon này không thể dính hiệu ứng ngủ hoặc khi có đặc tính này trong lúc ngủ thì Pokemon này sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Với đặc tính này thì Annihilate sẽ không còn phải sợ say giấc nồng bởi các chiêu thức ru ngủ rất khó chịu từ những Pokemon cực hot trên đấu trường hiện tại như là Among Us nữa. Đến với đặc tính thứ hai đó là Inner Focus. Đặc tính này sẽ giúp cho Pokemon không thể bị ảnh hưởng bởi đặc tính Intimidate và cũng sẽ không thể bị nao núng, giúp cho chú khỉ chiến của chúng ta không thể bị giảm sức mạnh khi gặp các đối thủ có Intimidate, cũng như là không thể bị nao núng khi trúng phải các chiêu thức như là Rock Slide. Ở đặc tính cuối cùng đó là Defiant, Pokemon có đặc tính này sẽ được gia tăng 2 bậc chỉ số tấn công vật lý khi mà bị giảm một chỉ số bất kỳ. Và đây sẽ là đặc tính mà chúng ta cho là đặc biệt nhất, khi mà bị giảm một bậc chỉ số bất kỳ của bản thân thì Annihilate sẽ lập tức gia tăng 2 bậc chỉ số tấn công vật lý, khiến cho các đòn tấn công của Pokemon này sẽ trở nên cực kỳ uy lực. Đến với hệ của Pokemon thì về hệ, Annihilate mang trong mình một song hệ chiến đấu rất tốt, đó là ma và giác đấu, tạo nên sự kết hợp độc đáo và mạnh mẽ trong cả khả năng phòng thủ lẫn tấn công. Đầu tiên ở mã phòng thủ, Annihilate có khả năng kháng lại các đòn tấn công từ hệ bọ, đá và độc, giúp giảm sát thương từ những đòn tấn công thuộc các hệ này. Ngoài ra, nó còn có thể hoàn toàn miễn nhiễm bởi những đòn tấn công từ hệ thường và giác đấu. Nhờ mang trong mình hệ ma, Pokemon này còn không phải dè chừng bởi các chiêu thức cực kỳ khó chịu như là phát cao. Đối với điểm yếu ở mã phòng thủ của song hệ giác đấu và ma thì Annihilate vẫn sẽ phải nhận sát thương cực lớn từ những đòn tấn công hệ bay, ma, siêu linh và tiên. Điều này thì đòi hỏi người chơi cần phải cẩn trọng khi đối đầu với những Pokemon thuộc các hệ trên. Ở mã tấn công thì khả năng tấn công từ song hệ ma và giác đấu vốn đã rất nổi tiếng bởi khả năng bao quát của song hệ này, khi nó có thể giúp cho Annihilate gây ra sát thương lớn lên các hệ như là thường, đá, băng, thép, bóng tối, ma và siêu linh. Đối với nhược điểm ở mã tấn công của song hệ này thì ngoại trừ gia đình Pokemon Yorak Hisuian là có thể miễn nhiễm với các chiêu thức tấn công của Annihilate thì không có một Pokemon nào có thể kháng lại sự kết hợp trong khả năng tấn công của song hệ ma và giác đấu. Đến với thế mạnh và điểm yếu của Annihilate thì đầu tiên ở điểm mạnh chúng ta có thể điểm qua một số ưu điểm khá là vượt trội như là khả năng trụ sân và tấn công mạnh mẽ dựa vào các chỉ số tấn công vật lý và các chỉ số ở khả năng phòng thủ rất tốt. Annihilate còn đó là đặc tính rất chất lượng khi mà mỗi đặc tính mà Pokemon này sở hữu đều hữu ích trong từng trường hợp hoặc là chiến thuật mà bạn đề ra. Ví dụ như là Defiant có thể sử dụng để chống lại các Pokemon khống chế muốn giảm chỉ số của Annihilate, tiêu biểu như là Incineroar hoặc là các chiêu thức giảm tốc độ như là Icy Wind, giảm tấn công như là Parting Shot. Hoặc khi dự đoán đối thủ có thể sử dụng các chiêu thức ru ngủ thì có thể đổi Annihilate với đặc tính Vital Spirit ra sân để vô hiệu hóa. Ngoài ra thì song hệ của chú khỉ này cũng là một song hệ cực kỳ tốt khi có thể giúp cho Pokemon này có khả năng tấn công cực kỳ bao quát, cũng như là có thể miễn nhiễm lại các chiêu thức khó chịu như là phát cao. Về điểm yếu thì cơ bản các phân bố chỉ số cũng như là đặc tính mà Annihilate sở hữu đều rất tốt và cân bằng. Vậy nên điểm yếu duy nhất mà Pokemon này phải dè chừng đấy chính là các đòn tấn công từ các hệ vốn khắc chế chú khỉ giận dữ này. Ví dụ như là một đòn Moonblast mang hệ tiên vốn khắc chế Annihilate cũng sẽ làm Pokemon này phải dè chừng.
hoặc nếu bị dính trạng thái bỏng thì khả năng tấn công của Pokemon này cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Vậy nên sẽ đòi hỏi các nhà huấn luyện phải rất cẩn thận trước các đòn tấn công bởi hệ khắc chế chú khỉ này như là Bay, Ma, Siêu Linh hay Tiên, cũng như là các Pokemon hỗ trợ hay mang chiêu Will Whip theo chẳng hạn như là Talonflame hay là Weezing. Đến với lối chơi của Pokemon, ở lối chơi thì ở Nihilab có nhiều cách để tạo nên sự đột phá trong các trận đánh và sau đây là một số lối chơi mà mọi người có thể tham khảo. Đầu tiên thì đó chính là lối chơi cảm tử khi mà ở Nihilab có thể sử dụng tốt một chiêu thức rất đặc biệt, đó là Final Gambit, với tác dụng là sẽ gây ra một lượng sát thương lớn bằng HP còn lại của Pokemon sử dụng. Với lượng HP dồi dào của bản thân thì Pokemon có thể trụ lại sân sau một đòn Final Gambit của Nihilab sẽ là rất ít. Nhưng để sử dụng chiến thuật này thì vẫn phải cần đánh đổi là Nihilab sẽ hy sinh. Vì vậy tuy sẽ làm đối thủ bất ngờ với việc hạ gục nhanh chóng chủ lực của kẻ địch, thế nhưng cái giá phải trả vẫn là quá lớn. Ở lối chơi thứ hai thì đó sẽ là lối chơi hướng đến việc gia tăng chỉ số sức mạnh của Nihilab nhờ vào khả năng trụ sân mạnh mẽ từ chỉ số cũng như là đặc tính Defiant và hiệu ứng đặc biệt của chiêu thức Raphic. Thì ở Nihilab nếu thuận lợi trụ sân qua một hoặc hai lượt để gia tăng thành công các chỉ số, lúc đó các đòn tấn công của Nihilab sẽ trở nên cực kỳ là khó chống đỡ. Tiếp theo sẽ là đến với phần xây dựng sức mạnh. Với việc xây dựng sức mạnh là phần không thể thiếu để phát huy tối đa tiềm năng của mỗi Pokemon. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với việc xây dựng chỉ số ở EVS và IVS. Phân bố chỉ số EVS đối với Pokemon chịu đòn tấn công tốt như là Nihilab, chúng tớ sẽ ưu tiên gia tăng các điểm mạnh vốn có như là chỉ số tấn công vật lý, cùng với đó là HP và phòng thủ đặc biệt để giúp cho Nihilab có thể sống sót và tấn công hiệu quả hơn. Còn lại sẽ là gia tăng một phần nhỏ vào tốc độ để giúp cho Nihilab ra đòn tấn công trước các Pokemon có cùng chung tốc độ. Đến với IVS thì ở mảng này có thể nâng full tất cả các chỉ số hoặc là bỏ qua chỉ số không cần thiết, đó là tấn công đặc biệt. Về ability thì tùy vào lối chơi và chiến thuật mà các nhà huấn luyện lựa chọn, đây sẽ là hai ability mà chúng tôi nghĩ là lựa chọn tốt nhất dành cho Nihilab. Vital Spirit để sử dụng khắc chế lại các Pokemon chuyên ru ngủ như là Among Us và các chiêu thức ru ngủ phổ biến như là Spore, Sleep Powder và Jam. Defiant sẽ là lựa chọn phù hợp với nhiều tình huống hơn khi mà với đặc tính này có thể tận dụng các Pokemon sở hữu Intimidate để giúp bản thân Nihilab gia tăng chỉ số. Tính cách là một Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý với lối đánh chống chịu và phản đòn thì Nihilab sẽ phù hợp nhất khi mang các tính cách sau. Careful hoặc Impish sẽ là lựa chọn phù hợp để gia tăng khả năng chống chịu ở mặt phòng thủ. Với Careful sẽ giúp cho Nihilab gia tăng phòng thủ đặc biệt và đối với Impish sẽ giúp cho Pokemon này cứng cáp hơn ở thủ vật lý. Khi cả hai tính cách trên đều sẽ gia tăng 10% khả năng phòng thủ tùy vào tính cách mà bạn lựa chọn. Đối với các nhà huấn luyện muốn xây dựng theo hướng tấn công mạnh mẽ thì Adamant sẽ là lựa chọn tốt hơn khi muốn Nihilab có thể tấn công được mạnh hơn, giúp Pokemon này gia tăng được 10% chỉ số tấn công vật lý và giảm đi 10% chỉ số không cần thiết, đó là tấn công đặc biệt. Ở trang bị thì trang bị giúp ích nhất đối với chú khỉ này sẽ là Leftover, với tác dụng là sẽ giúp Pokemon sở hữu hồi 1 phần 16 HP mỗi lượt. Với khả năng hồi HP từ trang bị trên thì sẽ góp phần gia tăng thêm khả năng chống chịu vốn đã rất tốt của Pokemon này. Đến với hệ Terra thì vốn đã mang một song hệ tấn công rất tốt, vậy nên đối với Terra dành cho Nihilab thì chúng tớ sẽ hướng đến việc giúp Pokemon này giảm được các điểm yếu về hệ. Vậy nên Terra hệ lửa sẽ là lựa chọn tốt mà chúng tớ dành cho Nihilab. Là một Pokemon chuyên về khả năng tấn công vật lý, như đã nói ở trước đó, hiệu ứng bỏng sẽ là một điểm yếu khó tránh khỏi khiến cho khả năng tấn công bị giảm đi 50%. Vậy nên khi Terra lửa thì ngoài việc có thể xóa bỏ bớt các điểm yếu cũ, đặc biệt là giảm 1/2 sát thương từ hệ tiên, thì hệ Terra này còn giúp cho Nihilab tránh khỏi các chiêu thức gây bỏng của đối thủ. Đến với chiêu thức, là một Pokemon tấn công vật lý mạnh mẽ, các chiêu thức mà Nihilab có thể học cũng cực kỳ đa dạng và bổ trợ rất tốt cho sức mạnh của Pokemon này. Đầu tiên thì không thể không nhắc đến là Raphid, là chiêu thức đặc biệt mạnh mẽ, làm nên sự khác lạ của Nihilab khi chiêu thức này có thể gia tăng 50 điểm sát thương khi nhận phải đòn tấn công của kẻ địch và có thể cộng dồn lên đến 6 lượt. Dragon sẽ là chiêu thức gây sát thương với khả năng hồi phục HP theo 50% sát thương có thể gây ra cho đối thủ. Cấp cấp thì sẽ là chiêu thức giúp gia tăng sức mạnh và khả năng chống chịu ở các mạng vật lý, khiến cho Nihilab thêm cứng cáp và gây sát thương lớn hơn. Claw Combat sẽ là chiêu thức tấn công với sát thương lớn nhằm hạ gục đối thủ nhanh chóng. Dù vậy thì cái giá phải trả chính là bị giảm đi một bậc chỉ số phòng thủ ở cả hai mảng, phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt. Final Gambit lại là chiêu thức tức sát liều chết với đối thủ khi có thể hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng nhờ vào lượng HP lớn của bản thân. Dù vậy thì cái giá phải trả sẽ là rất lớn nếu mà đối thủ không bị hạ gục. Yutin sẽ là chiêu thức với khả năng đảo vị trí hỗ trợ đồng đội. Acrobatic, Earthquake, Viper, Gunshot, Ice Punch, Thought Shot, Rock Slide, Poison Shot, Thunder Punch hoặc là Stomping Tantrum cũng là các chiêu thức tấn công mạnh mẽ có thể lựa chọn để khắc chế và bao quát hơn. Yeah, và bây giờ sẽ là một phần thực hành chiến đấu nhỏ nhỏ để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về lối chơi cũng như là phong cách đánh của Nihilab. Hiện tại thì bên đối thủ cũng đang có một đội hình khá là giống bên mình khi mà cũng có Nihilab, Mousehole, Pelipper đi cùng với Acheludon.
Bên kia thì tôi đoán là khả năng cao sẽ dùng Annihilate. À không, bên kia, nếu mà bên kia cũng vậy thì tôi nghĩ là bên kia sẽ không dùng Annihilate đâu, mà bên kia sẽ dùng Acaludon cùng với Pelipper. Đi chung với đấy chắc là một Pokemon tấn công nữa như là Matsagotcha. À, dùng Sinistra chứ, nhầm. Bên kia thì cũng có Clefairy, không biết là sẽ hỗ trợ như nào đây. Ở lượt đầu thì tớ vẫn sẽ ưu tiên cho Annihilate đi với Mousehole, vì ở đội hình này thì chúng tớ đang gọi là sử dụng chiến thuật pick up cũng như là gia tăng sức mạnh cho Annihilate bằng perk up. Mousehole ở lượt này thì có vai trò như là gọi là hỗ trợ khi mà mang theo ability là Frenzy War, cùng với đấy là pick up để mà gia tăng cái nội tại của chiêu Right Fist giúp cho Annihilate. Hồi bên kia quyết định là cho Acaludon cùng với là Clefairy ra rồi. Nếu mà bên kia có Acaludon ấy thì khả năng bên kia sẽ có thêm cả Pelipper nữa. Lượt đầu tiên thì tớ nghĩ là tớ sẽ pick up hơn, tại vì để gia tăng sức mạnh khi mà trước khi đánh vào Acaludon. Acaludon có ability đó là gia tăng chỉ số phòng thủ, vậy nên nếu mà trong một đòn không thể hạ gục được Acaludon ấy thì rất có khả năng cao thì Acaludon sẽ tận dụng cái gọi là ability đấy để sử dụng chiêu Body Press. Vậy nên thì tớ sẽ cho Annihilate pick up trước. Còn đợi cùng đấy là Mousehole sẽ protect lượt này để coi thử đối phương sẽ làm gì. Acaludon bên kia Body Press vào Mousehole rồi, mục đích là hạ gục Mousehole. Bây giờ thì không, tớ nghĩ là tớ sẽ không ra Terra cho Mousehole đâu, tại vì nếu mà Terra cho Mousehole bây giờ thì nếu mà lượt sau nếu cần Terra cho Annihilate thì không ổn cho lắm. Annihilate hiện tại đang là vẫn là chủ lực của bên mình. Ở lượt này thì tớ sẽ sử dụng Rare Fist, tại vì hồi nãy có pick up là tăng sức mạnh rồi nè. Mặc dù bên kia thì cũng có dẫn Reflect rồi, nhưng mà khi gia tăng pick up khi mà đánh được 4 lượt ấy thì sẽ tăng thêm 200 sát thương vào chiêu Rare Fist mặc định nữa. Thì sát thương hiện tại sẽ là 250, cùng với đấy là một bậc chỉ số vật lý được gia tăng. Rare Fist không biết có đánh được ở này à, Acaludon không đây. Không hạ gục được. Còn một xíu máu nữa luôn kìa. Hiện tại thì Mousehole đi rồi. Khó khăn rồi đây, tại vì Mousehole tôi đang muốn sử dụng Mousehole như là pick up thêm một lần nữa, cũng như là hạ gục Clefairy bằng Poplar Form. Dondozo sẽ ra sân đi, nếu mà trường hợp mà cần rút ở Annihilate vào để cho Tatsugiri ra thì vẫn lợi thế hơn. Khi mà ví dụ đối thủ đánh vào Annihilate đi thì có thể rút Annihilate vào để cho Tatsugiri ra. Lúc này thì đối thủ sẽ đánh hụt, tại vì nếu mà Tatsugiri kết hoạt ability rồi ấy thì Tatsugiri sẽ không bị nhận sát thương từ các chiêu thức nữa. Ở lượt này thì tớ nghĩ Dondozo không biết kiểu Order Up không biết có hạ gục được Acaludon bên kia không, chứ nếu mà dùng Earthquake ấy thì hiện tại cũng ảnh hưởng lên Annihilate nữa, mà bên kia thì sát thương đặc biệt nên là tớ không có gia tăng phòng thủ đặc biệt cho Annihilate được. Vậy nên là để chắc ăn thì cứ Order Up để tránh mà việc gây nên sát thương cho Annihilate. Bên kia đúng như tớ nghĩ, đó là Sinistra ra rồi. Raffi khắc chế của hệ ma nữa nên là Sinistra chắc chắn là hy sinh lượt này. Nhưng mà như thế thì Acaludon được tăng được hồi phục AP rồi nên là cũng không hạ gục được Acaludon lượt này. Bên kia thì dùng Stamina được tăng một bậc gọi là chỉ số phòng thủ. Thì à không, bên kia sử dụng Body Press chứ, nhầm. Tớ nhầm. Nhưng mà đối với Dondozo có đặc tính là Unaware nên là cũng không ảnh hưởng gì khi mà bên đối thủ tăng đặc tính cả. Đúng rồi, bên kia quyết định là ra Pelipper rồi. Pelipper lượt này khả năng cao, tôi nghĩ khả năng cao là Pelipper sẽ sử dụng Hurricane hoặc là Weather Ball. Nhưng mà phần lớn sẽ là Hurricane hơn, nhắm vào Annihilate. Vậy nên thì tớ sẽ cho Annihilate gọi là
Make it Tailwind. Electro Shot rồi. Nhắm vào Dondozo. Không sao, Dondozo tới có protect cho Dondozo rồi. Hiện tại thì Annihilate sẽ hạ gục được Belipper không đây? Ui, bên kia mang Focus Sát rồi. Thế thì lượt sau ấy, tôi nghĩ lượt sau Belipper bên kia sẽ tấn công vào Annihilate đấy, nên là Annihilate lượt này sẽ protect. Còn về phần Dondozo thì chắc chắn là vẫn sẽ bị một chiêu Electro Shot nhắm vào. Thì Dondozo tớ sẽ Terra cho Dondozo thành hệt cỏ và sử dụng Order Up để hạ gục Belipper. Tại vì Belipper bên kia đối thủ thì hiện tại chỉ có mỗi Belipper là có hệ gọi là chiêu Hurricane khắc chế mỗi Annihilate thôi. Lực này thì chắc chắn là tôi nghĩ Belipper vẫn sẽ Hurricane vào bên này thôi chứ nếu rồi đúng rồi chứ vậy mà Hurricane vào bên Dondozo thì mình lỗ lắm luôn ấy. Electro Shot rồi và vào ai đây, nếu mà vào Nalet thì mình lợi hơn nha. Vào Dondozo rồi, đúng như dự tính. Không sao cả, khi mà Terra hệ cỏ giảm được 50% sát thương rồi. Vậy là hạ gục được Belipper. Nếu vậy thì Pokemon còn lại của bên kia chỉ có Clefairy thôi. Cả hai Pokemon bên mình, không, cả ba Pokemon bên mình chứ hiện tại thì đều khắc chế bên kia cả. Khi mà Dondozo cũng có Earthquake là khắc chế cứng của hệ thép bên kia. Và Annihilate cũng gọi là khá là trâu bò rồi, chỉ mới tội là Annihilate lại gia tăng khả năng phòng thủ vật lý, nên là bên kia tấn công đặc biệt không biết có trụ được nữa không, khi mà gọi là Mousehole cũng hy sinh rồi. Lượt này thì tớ nghĩ tớ sẽ cho Dondozo tiếp tục protect để cho Annihilate tấn công. Khi mà nếu Annihilate không thể hạ gục được đi thì Tatsugiri sẽ ra sân để hỗ trợ khả năng phòng thủ cũng như là tấn công cho Dondozo. Bên kia quyết định là sử dụng sàn đấu hệ tiên. Electro Shot rồi. Và sẽ nhắm vào ai đây? Electro Shot bên kia hình như là tăng được 3 bậc rồi. Nhắm vào Nylap á. Rồi, không sao, 42 HP. Rapid lượt này thì chắc chắn là sẽ hạ gục được một Pokemon bên kia. Tớ không có đánh vào Acheloron tại vì tớ vẫn muốn để coi như là Acheloron hết lượt này thì sẽ hết Tailwind khi mà tớ với là Dondozo sẽ protect lượt nữa. Tailwind bên kia thì vẫn còn một lượt, vậy nên protect lượt này sẽ là hợp lý hơn khi mà cho Annihilate lượt cuối cùng đấu với Tatsugiri ra sân. Tatsugiri thì là một Pokemon tấn công đặc biệt, vậy nên là bên kia có gia tăng phòng thủ vật lý nên cũng không sợ đâu. Còn Dondozo thì lượt này chắc chắn sẽ trụ được một đòn kiểu Electro Shot rồi. Và bên kia quyết định là bỏ cuộc rồi. Tổng kết, Annihilate với ngoại hình uy nghiêm và sức mạnh từ cơn thịnh nộ chất chứa đã chứng tỏ bản thân là một chiến binh mạnh mẽ và không thể bị xem nhẹ trong đấu trường VGC. Những đặc tính như là Defiant hay là Vital Spirit sẽ biến Annihilate trở thành một chiến binh cực kỳ kiên định và không thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các chiến thuật như là giảm tỷ số hay là khống chế ru ngủ. Với sức mạnh tấn công vượt trội và khả năng chịu đựng cao thì Annihilate sẽ lại càng đặc biệt hơn khi có thể chống chịu lại các đòn tấn công nhằm mục đích là tích lũy sát thương từ Rapid. Từ sức mạnh của sự phẫn nộ mà Annihilate đã thể hiện và sự đặc biệt trong lối chơi chịu đòn tấn công khá là thú vị của Pokemon này, hứa hẹn sự góp mặt của Annihilate trong các đội hình sẽ là một mảnh ghép cực kỳ thú vị mang lại hiệu quả bất ngờ. Vậy nên chúng tôi nghĩ 5/5 sao sẽ là một đánh giá mà Annihilate xứng đáng được nhận từ các nhà huấn luyện. Và ở trên là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi đưa ra để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đấy. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có nhiều thắng lợi trên đấu trường VGC với những Pokemon này, giúp cho đấu trường xuất hiện nhiều hơn các Pokemon độc lạ và cũng như là làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu có còn điều gì thiếu sót về Pokemon này mà mọi người biết thì hãy góp ý với tụi mình ở phần bình luận. Đừng quên là mọi người có thể đưa ra các Pokemon mà mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau.